xem công viên phun nước của phố đêm không ngủ của Rainbow Phú Quốc cho cả nhà xem. Hồi đêm hôm gia đình mình tới thì đi ăn xong là công viên này nó đã phun nước đã xong hết rồi, cho nên Tina không có quay được. Hôm nay tranh thủ mà đến đây quay cho cả nhà xem nè, coi ngay chỗ cái cầu vượt này cả nhà, cầu vượt mà bà con hành khách từ xa đến mà để coi công viên nước nó phun như thế nào nè cả nhà. Cả nhà hãy cùng theo dõi với gia đình của mình ha, để coi cái sự phun nước của công viên này nó như thế nào, mà bao nhiêu người ở xa bất cứ nơi đâu mà bất cứ chỗ nào đều đổ về đây mà người ta mướn khách sạn, mướn nhà nghỉ để coi cái công viên nước này. Bây giờ còn có mấy phút nữa thôi cả nhà là công viên nước này nó sẽ phun nước cho hành khách người ta xem, người ta coi. Thì bây giờ Tina mời cả nhà cùng theo dõi với Tina ha. Đó, đông như vậy nè cả nhà. Đó, đông nghẹt luôn. Quá đông luôn á cả nhà. Bao nhiêu ánh sáng, bao nhiêu chỗ, bao nhiêu nơi đổ về đây hết luôn. Đây là rất là nổi tiếng về công viên nước này luôn cả nhà. Cả nhà coi nè. Người ta ngồi, người ta sắp hàng, người ta dành chỗ để người ta coi cho hành khách người ta tham quan nè cả nhà. Quá đông luôn á. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của gia đình của Tina đến đây câu luôn á. Hôm qua đến khuya rồi, vừa đến thì người ta đã phun nước xong rồi cả nhà, cho nên Tina không có quay. Thì hôm nay quyết tâm phải bằng mọi giá đến đây quay cho cả nhà xem với gia đình của mình ha. Đó, rất là đẹp luôn á cả nhà. Đó kìa. Đó, chuẩn bị phun á cả nhà. Coi nè, bao nhiêu hành khách đến đây luôn. À, coi nè, nóng nực mà bà con vẫn đổ về đây để coi cái phun nước của trong cái Land World của Phú Quốc này. Quá nhiều luôn á cả nhà. Cả nhà coi thấy nè, như kiến luôn. Quá nhiều chưa? Quá đông chưa cả nhà? Wow. Đó. Người như kiến nha cả nhà. Chuẩn bị phun rồi, chuẩn bị phun rồi. Đi nha chị ơi. Xin cô chú với cả nhà. Coi ở đây rồi, ngay đó nè. Cả nhà chờ đi còn mấy giây nữa à. Bà con đã đứng ở phía dưới quá rồi. Bà con đã đứng ở phía dưới quá rồi luôn cả nhà. Coi hết á, không ai bỏ lỡ qua cái hành trình người ta phun nước tại cái công viên Rainbow này hết á cả nhà ơi. Thấy vui dễ sợ không, tối là đủ gì đây hết, quán xá rồi rất là đông luôn. Quên đem cái mic chị không nổi. Có cái mic mới chưa. Như một bức tranh vậy đó cả nhà. Cả nhà thấy đẹp không? Đẹp quá đẹp luôn.
dừng á cũng dài đó cả nhà. Ở nhà cái gì xem cũng xem cho hết và thông cảm ha, tại vì cái công viên phun nước của Lenver này á, nó mỗi lần mà nó phun là nửa tiếng với nó diễn hành luôn cả nhà, cho nên nó hơi dài, cả nhà cũng thông cảm mà coi hết để ủng hộ kênh ha. Đó, bây giờ nó hết rồi, nó chiếu đèn như vậy đó cả nhà, đẹp dễ sợ chưa. Kế tiếp nha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, một ngày mới tốt đẹp. Xin chào.